Dừng lại. Sao lại dừng lại ở đây? Mày về trước đi, chấp tao về. Anh đi đâu? Anh làm cái gì? Em đi cùng được mà. Tao vào nhà thằng Chập. Anh thằng Chập, anh mất lâu rồi mà. Mất à? Vâng. Mày cứ về đi. Này, nhớ gọi cho em đấy nhá. Mày cứ về đi. Công an đã bắt được kẻ đâm nó, nhưng người chết có sống lại được đâu. Nếu nó nghe lời chú đi làm thuê, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, thì đâu mà chết đau đớn như vậy. Chuyện qua nó qua rồi chú ạ. Giờ chú phải giữ sức khỏe chú nhá. Rảnh con lại qua thăm chú. Cháu đi nhá. Con đi đi ạ. Giấu cho tao. Tên gì đấy? Không cần biết. Cất kỹ ra được. Tránh xa của Lão Quân đấy nhá. Tao tin mỗi mày rồi đấy. Không để ai biết việc này, nghe chưa? Vâng. Mà anh dặn này, thỉnh thoảng qua xem thằng Tuệ nó có vướng cái gì không, giải quyết cho nó. Kín đáo thôi, nghe chưa? Vâng. Em êm việc tao về tao tìm mày. Nhá.